สวัสดีแน่นอนគ្នាថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមកវាស្រែទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់ណែនាំអ្វីដែលប្លែកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកនៅក្រេគឺជារឿងធម្មតាព្រោះឯងគាត់អាសាឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅក្បែរយើងអាចនឹងកម្មបានឃើញព្រោះឯងបើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដែរបានឃើញទេនៅក្បែរឲ្យលក្ខណៈនៃការរៀបចំចង្វាក់ដើមស្រូវហ្នឹងដែលក្រោយពីប្រមូលផលហើយបើន
còn tại đôi nước đấy kia thời gian này kia rum này kia rum chỉ đom chỉ đom vậy này đó này rum đi phong plastic bao xoáy rum đom đom lần hấp nén bên tay nó kia miền mà sơn rum ấy tầm thử còn tại nhau bạn mà thọ đập cái rum này là cái này phù ấy cái rum hơi ỏi anh ấy còn chia trả sản phẩm cái lược đã bị bụt đã bị đom đom mẹ mất đất chẳng á hồi kia thơ nhắn cứ thay xa tục bàn vô mình tiền tục bàn rộp chẳng nằm hồi kia bạch chẳng bạch thơ rôn ấy đưa dương ấy kia đặt thoáng na của bạn ấy khuyên xe rùi mình tiền nè nó nè khuyên ạ khuyên là xo xo bình viết ra hồi nghe đi nhau mất xuôi thầy thì đấy bạn tự nà thế cứ mất xuôi thầy lên đuôi rò sắp đá năng hồi khuyên vi play chẳng có nó khuyên đó bông bông dương thọ đó thì bạn khuyên cho mùi nghỉ thôi miền là bắn năng ngon bon, tự suy thái ấy. Nên này là này đi thong plastic saw hay đang thế vận tải về thôn á anh ấy cà phê bàn là cắt thịt phiền cho lại hay cho vàng nữa cái thứ nhất cứ về xa tục bàn dù về đôi nhân sọc dương nghe sọc dương về đại dương đã buôn chip nút rồi mũi đạn nó không rốn vì miền cái lạnh khá kiệt tật chẳng hay dù thời cho vàng này khá hơi khô vận tải đó cái kia rung chết chế cứ bị tục bàn dù tục bàn họp khai họp năm chẳng á hồi ở đó khai năng từ khúc bia xe cứ cái promo cho bạn thử chẳng này chỉ luôn bị khóc lại bị sốc dương cú chào bà rong mình tên cá nhau mà có để tôi bông bông ọt ọt đâm thà năng ấy kia đi mưa tư play vậy này hình so so đom 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 làm bình bia xe đó bị dương chỉ rụp lưng tới ngay vậy nhé tam bia xe sắp đạt đom này bị dương có challenge mùi rất lớn anh đang nà lớn mà anh chọn chứ đặc sao ngọt mình ấy anh ấy đi chi mà mát thì có bố hết nè anh ấy chỉ kết chia in mình xí cái chuộc khâu áo bình nằm ồ nè cái lạc lỗ thông à bằng bộ nơi thông à mùi cái lạc lô này anh ấy cái thôm này ngày nắng ban thấy thôm thôm mà mong cô này anh ấy cái thôm này mình dạ anh ấy cái thôm này mình rui cho mũi à thầy nè à, thầy nắng mình rui cho mũi trùng lời cô thấy ơi rui trùng bình tàn đi ngày nắng ban chờ nè này thôm thôm mà mong cô ơi à bị tao nó đập cho cái này vào đầu tư thôm thôm à
ngày nay xì khắng bán thấy thông thông như ngày nay ớt ớt lý ôi tiền chưa tiền này này đọc này là bạn mà đọc theo với nhỉ mình tôi thấy đang mong và mùi các là hồi bị thọt bị tổ tam bia xe ai bông bông đọc này hồi nâng cứ nhầm tôi thấy ở lớn mà đọc theo với nhỉ ngày nâng bạn thấy chờ này đọc này bạn thấy chờ chứ họ đòn đã xì mà hơi thông thông điệt họ tôi đi họ đòn này nè nè sợ nẹ kháng bông nẹ này bạn chờ như kì thông thông à anh đang mưa bắt ăn đi mùi thông thông anh đây này đâu nè anh đang một cái lô chiên hồi thấy xo này có thông thông này họ đo đại bàn thông chẳng này thấy xo nó mùi bay cam bùn hàng châu mang cái lỗ mà thầy nó là chật đọc lỗ thằng mũi này cái răng mũi này cái lạc lò vậy chờ nó bố nữa trong gì tha bữa nhom mà thơ bị đau thế cứ bàn chờ thế nhom chắp đam thơ bị đau tôi thấy cứ ở bàn chờ chẳng gì à ní nhom khoảng bạc hà nhà bông bông khơi thèm tiệt chẳng á à pì cái lạc có bàn chờ chẳng từ hồi pì đây nhom thơ bị đau bị ở chẳng từ đang thơ mệt gì ở thời bị ốm tôi cho lấy như thế này ở miền tây này đi nơi lấy như thế này còn bị phát thầy thùng như thế nhở đợi ngày là ngày chẳng bán em phô này bông bông đỏ kia nhầm chập đam về vừa thấy đi chọn tóc đã xanh giúp đài mà ông phải lấy con thần chụp ni bị tàu khỏi thịt.